Hôm nay Ngọc sẽ báo tổng hợp một số dòng xe như là Ad nè, Winner nè, Sonic và Vario. Để cho cả nhà mình quan tâm thì liên hệ Ngọc tư vấn cho nha. Giống như ở đây là Ngọc có Ad 155. Đây là phiên bản màu xám đen 3D nha. Màu này là màu đỏ nha. Chất sơn là sẽ bảo hành cho mình trong 1 năm. Mình đi mà có bông chóc á, thì ra ngoài không tính tiền. Còn máy móc là Ngọc sẽ bảo hành cho mình trong 3 năm. Với lại thêm một cái nữa là khi mà xây sơn này đúng không, thì giấy tờ sẽ ra vậy, cho nên là mình cứ yên tâm hen, không sợ gì hết nha. Em này hiện tại Ngọc đang để với giá là 45 triệu dành cho khóa thông minh. Nếu mà lấy khóa chìa thì nó chỉ có 44 thôi nha. Màu sắc cực kỳ đẹp luôn. Bạn nào mà thích 3D mà không thích màu mày hoa lá hẹ thì làm liền em này nha. Alo liên hệ Ngọc sẽ tư vấn cho mình ha. Rồi tiếp theo là đến dòng Winner đi. Đây Ngọc có Winner màu bạc, bạc đen kết hợp với lại cánh bửng màu cam. Đó, kết hợp với ba màu với nhau. Thì thật sự mà nói nha, một dòng xe dưới 40 triệu em đã có 38 thôi là có khóa thông minh nè, cổng xài điện thoại nè, động cơ 150, côn tay, rồi có thêm ABS nữa, thật sự quá tiện đúng không? Mà nó chỉ có dưới 40 triệu nên các bạn liên hệ liền cho Ngọc sẽ tư vấn cho em này nha. Cũng đối với em này á, mình trả trước khoảng tầm 5 triệu là được. Về giấy tờ thì dễ lắm, anh Ngọc chỉ cần căn cước thôi. Nếu muốn lấy cà vẹt gốc thì trả trước cho Ngọc 16 triệu là được lấy cà vẹt gốc nha. Rồi tiếp theo Ngọc sẽ giới thiệu thêm dòng xe Sonic nha. Đây đây là dòng xe Sonic nha. Em này hiện tại đang rất là hot luôn. Em này hiện tại Ngọc đang để giá là 53 triệu đồng dành cho màu 3D. Mình mua góp thì mình đưa trước cho Ngọc khoảng tầm 5 triệu là được. Sonic này là thầy nhìn là mình tưởng Sonic trắng đen đúng không, nhưng mà không nha. Ngay phần cánh bựng giữa này em nó có thêm một ít màu xanh nữa, pha màu vô để nó không có bị trụng lập mà nó lại vẫn rất là đẹp luôn. Ở đây Ngọc có đổ thêm ba ga các nước chống đổ. Thì những cái phụ kiện này mình tính riêng. Và giá xe Ngọc báo trên này là chưa bao gồm phí lăn bánh nha. Tất cả khoảng là phải liên hệ Ngọc, lăn bánh phụ kiện phải gọi nha, Ngọc bay giá của lại cho ha. Rồi tiếp theo là đến hai em này, Vario 125. Đây là phiên bản màu trắng hồng. Cái này là cũng đa phần bên đây á, Ngọc hay có nhận độ sơ yêu cầu á. Ví dụ mà khách có những cái màu nào đẹp độc lạ thì cứ liên hệ Ngọc và có Ngọc Đạt Sơn cho nha. Em này là 40 triệu dành cho phiên bản khóa chìa thông minh là 435. Gọi điện thoại lần trước Ngọc cũng mới cho mình 2 triệu so với giá bán luôn nha. Rồi đây có thêm em này nữa nha cả nhà. Đây là phiên bản trắng xanh, cũng là màu 3D luôn, Vario 125, cũng nằm mức giá 40 triệu dành cho khóa chìa luôn. Góp cũng đưa trước Ngọc khoảng 5 triệu. Ngoài ra trong showroom Ngọc còn nhiều màu lắm, cho nên là cứ liên hệ đi, Ngọc sẽ tư vấn cho nha.